Các bạn đã đến với channel Chúng Ta Mobile. Thì trong mùa hè này chắc hẳn các bạn cũng đã lên lịch trình để chúng ta đi dã ngoại hay là du lịch ở ngoài trời, và liều là một cái phụ kiện không thể thiếu cho các bạn. Nhưng mà anh nghĩ nếu mà chúng ta chỉ trang bị một chiếc liều hay không thì buổi tối chúng ta ngủ sẽ rất là đau lưng, cũng như là không có mang lại cho các bạn một giấc ngủ ngon để hôm sau chúng ta đi tiếp tục khám phá cuộc hành trình của mình. Và điểm hơi là một cái ý kiến rất là sáng suốt khi các bạn đem theo, nhưng không phải ai cũng có đủ sức khỏe sau hơn một ngày dài để thổi lên một chiếc nệm, và đó không là một cái vấn đề nữa, vì trong ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc đệm hơi thổi tự động đến từ thương hiệu Xiaomi và xem cấu trúc như thế nào. Bây giờ anh sẽ mở chiếc túi kế bên anh ra cho các bạn cùng quan sát nha. Và hiện tại ở đây thì anh có một màu xanh dương và một màu xanh ngọc. Thì bây giờ anh sẽ mở màu xanh dương ra thử nha. Thì anh nghĩ nó cũng sẽ rất là giống nhau, chỉ khác về cái màu thôi. Và ở bên ngoài nó là một cái túi các bạn mua về như thế này. Anh nghĩ nó giống như một cái thảm tập yoga vậy đó. Khi chúng ta tập xong rồi chúng ta có thể quấn lại như thế này và bỏ vô cái túi như thế này. Và anh nghĩ trong này nó có cái miếng gì nhỉ? Anh nghĩ đây là cái tem và cái cách hướng dẫn sử dụng. Và nó cho chúng ta một cái ống nhựa như thế này. Để anh khám phá xem nó có tác dụng như thế nào nha. Và ở bên ngoài á, nó sẽ trang bị chúng ta hai cái khóa như thế này, để chúng ta có thể lưu trữ và làm gọn hơn cái nệm. Và nó sẽ dẹp như thế này đây. Và cấu trúc của nó thì nó làm liền với một cái chiếc gói luôn. Thì gói của chúng ta có thể thổi bằng hơi thủ công nha. Còn cái phần nệm thì chúng ta có một cái khóa hai chiều ở phía dưới như thế này, để chúng ta mở ra và hơi nó sẽ tự lọt vào và nó sẽ tự phình cái miếng bọt biển ở bên trong. Thì chất liệu ở ngoài nó được làm từ vải mưa Polypongy 190T. Và anh cảm giác là nó có rất là nhẹ nhàng và mịn màng, cũng như là rất là thân thiện với da của mình. Và với cái chất liệu này anh nghĩ là chúng ta có thể vệ sinh rất là dễ dàng thông qua một chiếc khăn khô hoặc là chiếc khăn ướt nhẹ. Và chúng ta có thể giặt được nha các bạn. Cái kích thước thật của nó là 192x65. Và cái độ dày của nó khi phình cái miếng bọt biển lên nó là khoảng 5cm. Và cái kích thước khi thu nhỏ thì chỉ khoảng 18x65cm mà thôi. 65 có nghĩa là cái bề ngang của nó thì nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà cái chiều dài của nó sẽ được thu gọn lại còn khoảng 10cm thôi. Và vừa nãy thì anh có nhắc là cái cấu trúc của nó bao gồm cái gói ở bên trên. Thì cái gói này chúng ta cũng có thể tự điều chỉnh độ cao tùy vào cái hơi chúng ta thổi vào ha. Thì khi chúng ta mở ra thì chúng ta thổi vào, và khi chúng ta muốn xả ra thì chúng ta bóp nhẹ cái vào cái van bằng cao su này. Thì anh nghĩ cái van này cũng khá là chắc, nó sẽ không có bị thoát hơi ra ngoài khi chúng ta nằm xuống. Và anh nghĩ cái công dụng của cái nệm này á, là nó sẽ giúp cho chúng ta ngủ được êm ái, ngon giấc hơn. Và nó sẽ tránh được cái hơi đất hoặc là cái những cái côn trùng ở phía dưới đất ở khi chúng ta trải liều ở ngoài trời á, sẽ chiếc nệm này nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ an toàn được cho da của mình cũng như là cho sức khỏe của mình khi chúng ta ngủ. Và đặc biệt là khi gia đình của chúng ta hoặc là nhóm bạn của chúng ta có cái quyết định là đi nhiều người, thì cái miếng này anh nghĩ là với cái kích thước của nó thì chỉ đủ cho một người nằm thôi. Nhưng mà chúng ta có đi nhiều người, chúng ta có thể dùng 2 đến 3 miếng, chúng ta có thể ghép lại với nhau, vì hai ở bên cạnh hai bề mặt của chiếc nệm á thì trang bị chúng ta những cái nút khóa như thế này để chúng ta kết nối hai cái lại với nhau. Cấu trúc như thế này sẽ giúp chúng ta có thể liên kết được những chiếc nệm với nhau để chúng ta có thể nằm với cái diện tích rộng hơn. Và anh đi sâu hơn về cái phần ở bên trong, cái cấu tạo ở cái phía miếng bọt biển ở bên trong ha. Thì ở miếng bọt biển á, anh thấy nó có độ đàn hồi rất là cao. Nói đến nó có thể phồng ra khoảng 5cm, nhưng mà nó sẽ giữ lại 2,5cm khi chúng ta nằm xuống. Thì nó sẽ giúp cho cái phần cơ thể của chúng ta được nâng đỡ bởi nệm, cũng như là nó bị mềm mềm và nó giúp cơ thể chúng ta thoải mái hơn khi ngủ, và nó mang lại chúng ta một cái giấc ngủ ngon hơn. Kèm theo một cái chất liệu như thế này anh nghĩ cũng khá là mát, không có quá nóng khi các bạn nằm chiếc nệm này. Và để xem coi nó hoạt động phình hơi như thế nào trong vòng bao nhiêu giây, thì bây giờ anh sẽ tiến hành trải nghiệm nó thử ha. Và bây giờ anh sẽ
các bạn chỉ cần vặn cái vòi này ra, đó, thì cái hơi nó sẽ được bơm vô cái chiếc niệm. Và anh nghĩ các bạn có thể chờ trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thì nó sẽ phình lên hết. Còn cái phần đầu gói này á, thì chúng ta có thể thổi bằng thủ công nha các bạn. Và chúng ta có thể thổi bằng cái ống mà nhựa hồi nãy, lúc nãy anh có thể mở trong cái túi ra. Thì anh nghĩ mình thọt cái ống nó vô đây để chúng ta thổi cái phần hơi ở trong đây. Nhưng mà anh nghĩ không cần thọt đâu, thì anh có thể lấy cái miệng để anh thổi cái này luôn. Và chúng ta có thể điều chỉnh độ cao của gói bằng cái lượng hơi ở bên trong này. Và chúng ta chờ khoảng 10 phút xem nó phình lên khoảng 5cm như thế nào nha. Đây. Và cái ống này á, anh nghĩ là khi chúng ta bóp lại nó sẽ xì hơi ra, cho nên là ngoài ra thì nó còn có một cái nút đậy cho mình nữa, cho nên là nó sẽ giữ hơi khá là lâu và nó không có bị thất thoát khi chúng ta nằm xuống ha. Và anh nghĩ cái miếng bọc biển này nó sẽ phình lên khoảng từ 5 đến 3 phút mà thôi, không tới 10 phút đâu. Và nó sẽ, anh nghĩ là độ dày này nó chưa có hết đâu. Đó, và cảm giác thì chúng ta có thể nằm theo chiều nào cũng được. Và sau khi chúng ta giặt thì chúng ta có thể phơi nắng, phơi khô ở ngoài nắng. Nó khá là nhẹ, chỉ khoảng 1,6kg thì chúng ta có thể cuộn lại. Và không có quá chiếm quá nhiều diện tích trong hành lý của mình. Và nó không quá nặng để chúng ta xách đi dạo ngoại hay du lịch, hoặc là chúng ta mang đi phượt gì đó. Cái niệm này nó sẽ rất là phù hợp với dân phượt. Và nó có cái lợi ích rất là nhiều khi chúng ta mang theo. Có nghĩa là chúng ta không cần phải mang gói nè, vì nó sẽ tích hợp luôn cái gói chúng ta, rất là tiện. Và màu của nó cũng khá là sạch sẽ nữa. Và sau khi nó phình xong thì các bạn có thể dặn khóa cái nút này lại, để khi chúng ta nằm nó sẽ không có bị phình hơi ra. Và cái hơi này nó sẽ giữ đứng ở đây luôn, nó sẽ có độ đàn hồi rất là cao ha. Đây, đây, đây. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã xem phần trải nghiệm của Ánh thông qua cái chiếc nệm này. Và hiện tại cái phần nệm này đang bán tại Chiến Tàu Mobile với hai màu sắc Ánh vừa giới thiệu ở đầu video. Và để trải nghiệm thực tế hơn cũng như là xem vải nó như thế nào, mẫu mã ra sao, thì các bạn có thể đến ngay với showroom của Chiến Tài để chúng ta trải nghiệm thực tế hơn nha. Còn không thì các bạn có thể truy cập vào đường link ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Bye bye.